Xin chào mọi người, em là diễn viên Lê Nhân và em vừa nhận được một cái box là quà của anh Hưng tặng cho những cái nhân vật, những cái khách mời mà đến đây. Thì em bữa nay em xin unbox cái hộp quà này nha. Gồm có những cái gì trong đây? Đầu tiên là một cái tấm coi như là poster mọi người. Đây là tấm poster nha, đây cuộn đây nè. Giống như là một cái tờ báo của Sài Gòn xưa vậy mọi người. Đó, em là một người cực kỳ mê những cái thứ về Sài Gòn xưa luôn mọi người biết không? Em có một cái cuốn sách tên là Những Lối Về Ấu Thơ để đọc để biết về Sài Gòn xưa đó mọi người. Em rất là thích luôn. Đây thấy không? Ở đây có ngoại Vũ Hà nè, ngoại Vũ Hà đây nè thấy không? Còn đây là anh Hưng lúc trẻ nè. Đây, Huỳnh Vĩnh Hưng. Đó mọi người, đây có hai trang lận, trang trước trang sau luôn. Có cái dạ. Trang mà có con cái anh cấp kìa. Đây nè, có ngoại nè, hình ngoại nè, hình ngoại nè. Cô Đào xinh đẹp nổi tiếng nhưng có các anh cấp mà. Nhìn sợ quá. Nhưng mà cái cô ngoại. Cô Đào này là nghe đồn là bị tạc axit rồi phải không? Không, con bé này là nó ấy rồi, cái này khác nha. À khác hả? Hai người khác nhau hả? Hay quá, hay quá. Rồi đi đi. Giờ ngoại muốn review với con không? Muốn review không? Đi review cái hộp quà nè. Rồi review con đi. Rồi mình xong cái tờ báo rồi ha quý vị ha, mình qua cái khác nè. Đây ở trong đây hồi nãy anh Hưng có nói là có một cái cục xà bông cô ba. Đây là cục xà bông cô ba nha mọi người. Mở ra. Rất là hiếm luôn nha mọi người. Hiếm luôn, thơm lắm, thơm lắm mọi người. Có nghĩa là phải đặt. Đúng rồi. Bây giờ ở Sài Gòn này rất là khó luôn. Đúng rồi, đó. Anh Hưng nói là một tháng này anh Hưng chỉ tắm bằng cái cục xà bông này thôi mọi người, tại vì nó lưu hương rất là lâu. Đó. Dễ thương không? Dễ thương, ngoại bỏ vô cho con nha. Ngoại, mày bỏ ra ngoài chút mất của con là không chịu nha. Không chịu nha. Cắp cái đó mày ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mình có cái này, dây này dây gì? Cái dây USB. À dây USB để cắm này phải không? À một cái máy hát. Một cái máy hát. Rồi anh Hưng đầu tư tặng máy hát mọi người. Cái này ở ngoài anh Hưng bán ra thị trường đó là bằng cái năm sinh của anh Hưng 1971. Ờ đó 1.971.000. Đó. Và một cái tấm thiệp nhỏ ở trong rất là dễ thương nha mọi người. Ờ đây làm chút hương của con bây giờ. Thôi bây giờ mọi người lấy kỹ thuật hồi nãy quay ở trong á. Hồi nãy tụi em có cầm tụi em mở ra nghe rồi nha mọi người. Đó, rồi bỏ vô ngoại. Này hát được chứ mọi người. Hát nha, hát được nha. Rồi cái này cái gì ngoại? Cái này cái gì đây? Hình ảnh. Hình ảnh. Một cái cuốn photo album hả? Cái này là giống như cái đế của cái này để lên. À. Bỏ cái máy ở đây nè. À rồi 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 từ từ. Ngoại sao ngoại cộng với con quá vậy? Review mà. Đó. Thì không biết gì cả rồi. À, rồi. Coi như cái đế nha mọi người. Cái đế nha. Rồi hay quá. Cầm máy cất vô. Xong rồi giờ lấy cái này nè. Ừ đó. Cái của ta cắt của mày rồi đấy. Đó. Cho nên những tấm hình trời nhiều nhiều vậy. Cái gì ngoại? Gì vậy? Hình giống như cả cái sự nghiệp của mình in hết cho tặng cho mọi người hay sao á. Không rút một hai tờ mà rút hết. Ừ. Đây nè, quý vị nhìn đi. À. Trời đất ơi. Bót cạc, bót cạc. Bót cạc. Ừ đó. Đó những tấm hình trời ơi. Kiểu cũ nha. Có kiểu mới chụp đó mà nó đi nó in màu ra, nó kiểu mà giống như là gian xảo. Không biết, ngoài biết sao. Chụp về xong in ra xong chế cà phê lên. Đúng rồi, chế cà phê lên. Ừ. Gian xảo đó. Đánh lừa khán giả. Thế là cái gì là cũ đó. Đó. Thì đó. Gọi là tái hiện đó. Tái hiện à. Dạ đúng rồi ngoại. Tái chế. Ngoại làm như rác, tái chế ngoại. Rồi, Cano với lại ngoại vừa review xong cái hộp quà của anh Đàm Vĩnh Hưng với mọi người. Thì ngày hôm nay khi mà đến đây, Cano rất là bất ngờ khi mà bước vô cái không gian ở ngoài nhìn rất là bình thường. Ngoài nhìn như Sài Gòn bình thường nhưng bước vô đây giống như là về quá khứ vậy đó. Bước qua một cánh cổng về quá khứ vậy mọi người. Thì thật sự là Cano cũng không bất ngờ lắm biết sao. Anh Hưng anh update trên Facebook hết trơn rồi. Anh up từ hôm qua công nhận không ngoại? Rồi. Ai có set up hoa lá sao, bánh phục linh làm sao anh up lên Facebook hết trơn luôn. Nói chung là hết bất ngờ luôn. Đó. Rồi khi mà đến dự thì cái đầu tiên con thấy là nóng. Ngoại thấy nóng không? Thì đúng rồi, tại vì đây là một cái không gian rất là nhỏ. Và đặc biệt là nó là xưa cũ thì chỉ có cái phòng nhỏ là có máy lạnh thôi. Còn tất cả bên ngoài đó là không gian tự nhiên hết. Con biết nè. Biết sao bình thường anh Hưng ví dụ anh mời có 100 người thôi nhưng mà người ta quá yêu thích, người ta đến 200 người chen chút vô cái phòng đó nó mới nóng. Giờ mời em mời một mình em dắt theo bạn đâu, nghĩ đi đâu bạn đâu, ví dụ vậy đó. Con tự biết là một cái vé mời là chỉ đi với một người, con đâu dám dắt thêm ai đâu, hiểu không? Đâu trời anh dắt tới 5 người lận. Dạ, ủa ngoài dắt gì dữ ngoài? Trời mấy đứa ngoài dắt là make up rồi làm tóc được kia phải không? Không có chứ sao, bạn bè đó. Bạn bè đâu hả? Trời ơi xin vé đâu có được, hèn chi là đi chật nước cái khán phòng ở trong nóng gần chết luôn. Ủa, nhưng mà hay mọi người có nghĩa là anh Hưng nhờ chị Miêu có nghĩa là làm một cái tiết mục gọi là tiểu phẩm rất là dễ thương, có chú Trung Dân này, có những cái bạn trẻ này, có những cái vật phẩm mà từ ngày xưa nè, có những cái thanh mà gõ mì gõ ha ngoại ha. Ờ đúng rồi, rồi có cái xe đẩy đi đồng nát. Tại vì ở trong cái album này có những bản phối nó sẽ có những cái tiếng đó, cái tiếng gõ, tiếng rao hàng, cái tiếng gì đó sửa xa xưa và được phối âm phối khí trong cái này. Đó cho nên mới đem lên, đó là một
ẩn dụ đó để cho mọi người, để cho mọi người xem, mọi người biết là nó là nằm trong album đó. Tuyệt vời đó. Và những cái bản hát live của anh Hưng là làm cho Kano cảm thấy nổi da gà hết mọi người ơi. Cho nên là bây giờ mọi người hãy mua cái máy hát này của anh Hưng nè, với giá là 1.971.000. Có hai bản. Ủa vậy hả ngoại? Có bản 500.000. Bản 500.000. Nhưng mà nó không có hát được. Ừ. Nó chỉ là một cái đĩa thôi. Thì mọi người phải bỏ vô cái đầu đĩa để mà hát. Ừ, còn cái này là cái máy hát luôn. Máy hát luôn đó. Đó là gần 2 triệu. Đó, 1.971. Đó. Để coi như là anh, cái đây là những cái mà anh Hưng đã chắt lọc lại nó tinh túy nhất, những cái gì mà tuyệt vời nhất của anh Hưng. Đó, mong mọi người sẽ ủng hộ cái sản phẩm này của anh Hưng. Và mà Vũ Hà tin chắc rằng là nếu mà những khán giả mộ điệu mà yêu mến trong hát đầm Hưng, và đặc biệt là yêu mến những dòng nhạc xưa, và đặc biệt là những bạn trẻ mà đang ngóp ngép, đang là ngóp ngém, ôi đang là cái kiểu mà giống như bắt đầu nghe đó, Hoài cổ bắt đầu nghe, dạ, nên có một cái album này để nghe, bởi vì được phối âm phối khí cực kỳ chill và cực kỳ trend, và đặc biệt nó rất là hay, đúng không? Cái bài Hoa Tình, đúng không? Hay không đó ngoại, cái bài đó coi như anh Hưng không ngờ là cái tiền phối là mắc nhất trong sự nghiệp luôn đó. Cho nên rất là hay và rất là hợp với giới trẻ. Cho nên là không những người ông bà ta nghe, con cháu cũng có thể nghe được. Đúng rồi, nhưng mà giống như Kano cũng đại diện cho một cái người trẻ, một người Gen Y, Gen Z, Gen Y. Gen Y, con là Gen Y ngoại. Ủa vậy nè, ngoại là cái gì? A, Z. Ngoại hả? Ngoại thì chắc Gen 50-60 đó. Nói chung là Gen gì không biết, mà già cổi lắm rồi không biết nữa. Nếu mà con đại diện cho người trẻ thì con đã rất là thích nhạc xưa rồi. Thì con nghĩ là ở ngoài kia cũng còn rất nhiều bạn thích nhạc xưa nữa. Thì bạn nào thích nhạc xưa thì hãy nghe album này của anh Hưng nha. Trời